trong video ngày hôm nay, kính thưa mọi người, sẽ cùng với các bạn xem Scary Toilet. Sẽ cùng đi toilet với nhau, cùng hút chọn cả series này với nhau. Cái gì thế kia vậy? Yêu, liệu Scary có xuất hiện được khắp mọi nơi không? Từ bồn cầu ngồi tới bồn cầu đứng. Ở nhà tôi có cái bô nữa, không biết là nó xuất hiện trong cái bô hay không. Ở dưới quê tôi có cầu cá cha nữa, thì con cá cha là Scary hay là Scary là cha của con cá? Xem cameraman đại chiến với lũ Scary Ibombe cameraman forever. Hãy xem video Kid Demo Gamer lần đầu xem Scary để gọi hơn. Let's go. Ê Vin, sao anh? Đi vô toilet với anh. Gì? Đi vô chổng làm gì cha? Đi vô chổng cho anh sờ. Ôi, tự nhiên cái sợ gì nữa? Sợ Scary ba. Ý là coi clip Scary. Trời ơi, làm tưởng sướng tới nơi. Trời gì hết. Trời ơi, tao là tao thấy mày là có thôi. Coi Scary đi anh. Em là ở trong cống đúng không? Cống gì anh? Cống bính á, bóng kính. Đâu giờ mở cái kinh Scary cho anh coi coi. Chưa bao giờ anh coi cái đó. Đây, để em mở cho anh coi rồi em giải thích cho anh luôn. Ok. Đã phú bụng. Đúng rồi anh, cái kinh này á, lúc đầu là bình thường thôi. Nhưng mà ra cái series này lên là chỉ có ngồi đếm sub đếm view thôi. Ủa ghê vậy ta. Đó, anh nhìn mấy cái clip có view kìa. 7 triệu là thấy ít rồi đó. 7 triệu là xui á. Bữa đó là ít người coi á. Trời má ơi. Nãy gì mà coi dữ. Đầu tiên sơ khai là cái người trong toilet. Rồi cái đầu người trong toilet khác thôi. Nhưng mà sau là hình thành nguyên cả một cái chuỗi series, một câu chuyện, một cuộc chiến luôn. Ghê vậy. Bây giờ là ra được tới 50 mấy tập rồi. 89 tập. Một series dài. Quay ai người. Bây giờ người ta coi toilet 89 tập hả trời. Mà cũng đúng. Ngày nào không đi ỉa. Đúng không? Đúng rồi, cái gì nó càng thân quen là mình càng muốn coi nhiều á. Ê, cái ông này trong headline nè. Đúng rồi anh ổng. Cái ông trong headline nè, quên mẹ tên rồi. Đố em tại sao trong đây lại chiêu bức hình này. Sao vậy? Thấy cục cứt bự quá đồn. Em có nghe gì không? Em nghe là skimmy nhum nhum zét zét gì đó. Đó thì đi xuống là nhôm 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 zét zét zét. Má thật tao nhớ Ubin Ubin mày. Ủa cái đầu này cái đầu Ubin. Bánh chết cha. Nhiều khi được truyền cảm hứng á. Zét zét zét. Ra nguyên thoại bú đít lên từ đây. Chuyện kể rằng ở một xứ sở thần bí, ngày xưa có một con mẹ bán dưa. Bà nắng cái nồi, bà nhồi cùng bột, bà lộn miếng da, bà ca giọng cổ, bà nhổ cái bông, bà trồng cái chuối. Và đây là chuối của bà đây. Ủa lộn, bà mặc đồ màu xanh lá chuối. Người ta còn gọi bà là chị đẹp bán dưa. Và đây là Trang Khơi Thủy Trung. Và đây là anh Thủy Mãn Thủy làm phù thủy. Diễn cho ba tập mạnh nhất trong Con of Dragon. Trò chơi chiến lược thời gian thực ATS kết hợp với các yếu tố MMORPG cực đỉnh. Ngoài ra trò chơi này còn chơi được từ trên tất cả các loại thiết bị PC cho đến mobile. Với địa hình 3D, núi non chập trùng, cây cối um tùm, được xây dựng trong thế giới kỳ ảo chân thật mà chất lượng hình ảnh lại tuyệt đẹp, cực kỳ sướng con mắt, còn có cảm giác như làm bằng da bằng thịt. Từ sa mạc xa xôi cho đến những cơn mưa rào thảo nguyên hay là những trận bão tuyết cuồng phong quýt cả chùm lông. Đa dạng chế độ, chiến đội sôi nổi nè, thông quá và huấn luyện hóa vật để hỗ trợ chiến đấu. Thêm cái nữa là binh chủng đa dạng đặc sắc giữa thằng ngang. Có một sự kiện mà ta nói các game khác chưa bao giờ có, đó là sự kiện khiêu chiến gồng dữ. Các bạn phải đánh với rất là nhiều loại boss mà ta nói nó mạnh bạc của nội luôn. Nó thổi một cái là chết, thổi một cái là chết. À mà nhắc mới nhớ, tôi có một cái mã giảm giá miễn phí trị liệu trong game. Các bạn cứ thoải mái đi đánh boss, đánh gồng đi nghe. Chỉ cần vô đọc boss là nhóc ghét chùm massage là ok. Ý là massage để trị liệu rồi đó. Lúc này chàng Khơi Thủy Trung đang cảm thấy mình quá yếu, cho nên là chàng quyết định đi thu phục một con rồng để mà mạnh hơn. Con rồng này có 3 cái đầu cho nên là người ta gọi nó là cậu ba. Sau khi thu phục xong, chàng Khơi Thủy Trung mừng quá và la lên: cuối cùng cũng thu phục được quái vật cậu ba trên hoa hội tụ rồi. Thêm một điều bí mật nữa, đó là Con of Dragon được sản xuất bởi đội ngũ phát triển Rise of Kingdom cực kỳ uy tín và chất lượng.
Nên còn chờ gì nữa mà không sẽ dừng quân rút gồng hung mãnh để cùng nhau đi săn giết nhân vật của Mario không? Tiết lộ với anh em á là cái sự kiện đánh gồng dữ á, nó gớt đồ gớt tiền dữ lắm rồi nghe. Cho nên là nhanh đi, bây giờ tôi đi trước đây. Hẹn gặp lại các bạn trong game Call of Dragon. Magic Monsters Mastery. Trời ơi, vậy thôi đó. Không có, không hiểu gì trơn. Giờ là tao thích coi gì nó đơn giản, nó ngắn gọn nha. Nó gọn nhưng mà nó không hiểu má. Là tập 2 đấy hả? Tập 2 á. Tập 2 nhiêu view nữa đây? 100 triệu view. Trời chết con hẹ ơi. Không chắc tập 2 hay hơn hay sao. Tập 1 tao không hiểu nha. Không, chắc là bắt đầu là tại gieo á. Mấy tập sau sẽ dễ hiểu hơn. Gieo mình á. Có ông trưởng Phép Lai với ông Phép Lai. Ông Gordon đúng không ta? Gordon Ramsay. Ồ, cái đó đầu bếp mà. Gordon Freeman. Vẫn có anh trai sáu múi nha. Nhiều khi hình của chủ kinh luôn á. Trời, chủ kinh ngon vậy. Chủ kinh thì phải hàng gì kỳ á trời. Thì người ta nói là túc phải xấu che mà. Lại cứ mỗi lần thấy toilet là một cái bà là há hốc mồm. Mà đây là toilet đứng, là toilet nam. Đố em thấy gì há hốc mồm nào? Đố em con ngựa chạy sao? Cà lọc. Không, ngựa phải cà lọc. Đạt quá. Ủa, bồn này cũng được hả em? Được hết anh ơi, có lỗ là chui lên được hết. Ôi ghê vậy, cầu cá sao lên? Thua liền. Ủa, cầu cá là chỉ có những bạn cá cha. KBD nhôm nhôm nhét nhét rồi. Video gì vô nghĩa. Mà sao nó cứ nhíp. Lúc đầu là chỉ có hát cái bài này thôi chứ không gì hơn á. Vậy là khúc sau là đỡ hơn hay sao? Cũng sao đỡ hơn, nó thành câu chuyện vui hơn. Ok, tôi thấy là tôi thấy không vui nha. Thấy này hại với trẻ lắm á. Sao có lông chi ở đây? Mày ghép cái đầu lông chi vô giùm tao cái ơi. Y chang luôn cái ơi. Trời ơi. Hát gì luôn á. Mà cũng hay cái kiểu mà bất ngờ lên vậy đó. Đó, hay kiểu vậy đó. Là khúc cuối là quy tiên luôn hay sao? Áp sát quá cái quy tiên. Nhanh vậy trời. Thôi tôi thấy nhảm quá Vin ơi. Tao không coi đâu, thấy nhảm quá. Không, bây giờ qua cái tập này là có câu chuyện này rồi. Chuyện gì ba? Đó, anh thấy người ta bắt đầu đứng hóng không? Đó, có chuyện có biến rồi đó. Ok. Hết câu chuyện nữa. Dạ là mở đầu cho một chuỗi series kinh khủng. Hê, gì vậy? Gì anh? Sao trong quán ăn lại có treo xúc xích thế đây? Best seller của nhà hàng mà anh. Món cà lọc lọc. Bớt mà. Mà ngồi trên toilet ăn à? Cho những cái người mà ăn xong là thải liền á. Bận dữ vậy hả? Bận vậy luôn á. Một công đôi việc. Ai cũng ngồi trong bồ cầu á nha. Mày nó đặc biệt hơn mấy thằng khác. Nó có cái dây. Mày kiểu toilet mà của kiểu Nhật á. Có cắm điện rồi sử đít á. Đó thì phải cắm điện. Sử đít rồi bấm rửa rồi xịt lên nữa. Ủa? Mấy người đó biến thành toilet hết. Biến thành hết. Dưới là toilet của xì chùm em. Cái đó là lính kiểu lính mới tạo anh. Chưa được train nên chưa biến bự được anh. Training. New construction option. Construction complete. Mà bọn này nó cứ hát một bài ha. Có một bài màu anh hát ngày nào mình thuộc thôi. Đã thuộc rồi. Quá mệt. Ui. Ôi vậy là lúc này là con người phản công lại. Đúng rồi. Con người bắt đầu thấy được sự nguy hiểm rồi.
Ủa nó bay được luôn hả? Ồ, càng ngày càng cải tiến mà anh. Cái gì vậy? Ồ, mà này... các loại bồn khác nhau nữa nha em. Giống như là nhiều cái chiến hạm máy bay khác nhau vậy anh. Ờ, Battle Cruiser Operation. Ủa trời trời trời. Ờ, bắn thả bơm. Không, bơm này thúi nha. Bơm này thúi thiệt á. Giống như hồi nhỏ mình đi học có các trò bơm thúi anh. Ờ, lớn lên có bơm má độn cầm nữa đó. Đúng rồi không? Đó, bắt đầu vô tấn công rồi đó. Cuộc chiến bắt đầu xảy ra rồi đó. Tập này collab với Wednesday. Chứ là lúc bài đó mới ra cái nổi cái đu trend. Đu. Bú vội, bú vội. Nhưng mà vẫn remix lại. Kiếm đi nôm nôm nôm. Yes yes nữa. Cười. Này là Skibidi DJ. Tao coi 7 tập rồi tao vẫn chưa hiểu chuyện gì. Không anh, cái gì nó cũng phải có quá trình. Quá trình nó bắt đầu nó xâm nhập vô não mình là mình bắt đầu thấy nó hấp dẫn liền. Không nhưng mà mấy này tao lao quá. Nãy giờ tao để ý một chuyện. Chuyện gì à? Là tại sao cái đầu chui lên mà không dính cái gì hết. đi cái đường ống đó là phải dính chứ. Đúng rồi, phải dính nhiều nữa là dính nhé. Nhiều nữa nha. Hoặc là tự ăn rồi. Ồ, chứ em nghĩ mấy con này lấy gì sống. Ừ, cũng đúng ha. Đúng không? Tao nói ăn cất châu bất tử. Ai nói vậy? Gì trời. Là muốn tiêu diệt mấy con này là giật nước. Dạ, đúng rồi, vậy thôi á. Ê, vậy cũng khó nha. Sao khó anh? Có mấy cái bồn đâu giật được đâu. Ví dụ bồn cảm biến. Ờ, có ai đi đâu mà cảm biến. Rồi cái bồ rồi sao. Rồi cầu cá cha rồi sao. Ồ, là hút nước. Ờ, hút cái nước đó kỳ. À, là sau khi mà tiêu diệt nó là mấy con này tấn công lại. Dạ. Trời ơi, ông này cũng biến thành Kibidi luôn à. Em tạm dịch cái chữ half-life thành tiếng Việt anh nghe. Nửa đời á. Nửa đời sống trong bụng cậu. Vậy là nửa đời ăn cơm, nửa đời còn lại ăn không biết rồi đó. Ủa gì vậy? Camera. Đúng rồi, cameraman, đúng nghĩa đen luôn. Cameraman. Ờ ha. Ủa, giống như là chiến đấu với nhau hả? Cuộc chiến bắt đầu rồi đó anh. Ibombe! 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 Cameraman forever! Thấy nó cũng giống như một cái đại dịch mà mình phải chống lại anh. Không, nó lịch dại nha. Không, nhưng mà cameraman là tôi thấy hả, không có bự bằng. Đúng, không bự mà. Ừ. Nhỏ xíu không à. Ừ. Đúng rồi, thường camera càng ngày càng làm nhỏ đi mà. Đúng rồi anh. Ừ. Còn mày là mấy camera kiểu cũ nó mới bự thôi. Như tao hả, tao có webcam ở nhà tao mà. Thấy như con này sao chiến đấu. Thua. Con này ở nhà làm mấy cái máy tính là báo địch ở đâu thôi. Camera sao báo địch ở đâu được em? Sao không được anh? Này camera đâu hửi được. Xâm chiếm rồi đó không? Thậm chí mà lên tượng. Này lên tượng hay lên mộ là mộ rồi. Ủa à, bắt đầu cuộc chiến nổi dậy rồi đó. Này là chung phe hay là đây là đang truy đuổi anh. Dạ. Truy đuổi vậy. Gì trời. Ê, tao coi tới tập 9 rồi nha. Ngoài cái chuyện có nội dung truy đuổi ra thì nhảm lại. Vô nghĩa vậy chị mà coi gì vậy. Oh. 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 Oh.
ra mấy con này yếu bộ chỉ cần giật nước là xong rồi. Đúng rồi, nhưng mà quan trọng là anh làm sao mà anh ra được sau lưng nó để giật nước mới là vấn đề. Ờ, đúng rồi, là nó ăn hết người. Đúng rồi. Giới thiệu cho anh, rồng trắng mắt xanh ba đầu. Xin được gọi đây là cậu ba. Cậu ba đầu Skibidi. Một bản thiết kế vĩ đại, phụ nữ rất yêu, tinh hoa hội tụ khí khí phách cản kịp. Không kịp là hơi mặt. Bây giờ chúng ta đã trải qua được 3 season rồi. Anh sao vậy? Nhức đầu. Rồi vậy là chúng ta đã cùng nhau coi 3 season Skibidi Toilet. Thì mình thấy nó rất là tào lao. Mình thấy nó không có giúp ích gì hết. Sau khi mình coi mình chả hiểu gì. Ngoài cái chuyện là cái đám KBD nè quýnh với Kamkeman, theo mình thì mấy cái nội dung này nó không được tốt đâu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu mà các bạn thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe. Và ngoài ra hãy comment cho mình biết là các bạn nghĩ sao về những nội dung KBD Toilet nha. Và bây giờ mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày tốt lành.